Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn rút cái đồng tốc căn BXV này về ví chocolate, hoặc các bạn có thể bán ở trên sàn BitSwap luôn các bạn. Thì hiện tại dự án này trên ví chocolate các bạn không có thể nào các bạn rút về được các bạn. Thì để rút được con tốc căn này thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ MetaMask các bạn. Thì các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ BNB Smart Chain mình vào nè. Rồi, các bạn nhớ tích hợp mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Và các bạn dùng 12 chuỗi cụm từ trên ví chocolate các bạn backup qua MetaMask các bạn. Rồi các bạn vào mục tìm kiếm nè. Các bạn dán cái đường link BitSwap vào các bạn. Sau khi các bạn dán vào các bạn nhớ connect các bạn. Rồi các bạn backup qua ba cái cùng nè. Các bạn qua một free nè. Thì các bạn có thể withdraw các bạn. Hiện tại con này dưới giá là 2 đô chấm 4, gần 2 đủ gửi cho một tốc căn các bạn. Giá lên khá là cao luôn các bạn. Thì các bạn chỉ việc bấm vào một withdraw nữa các bạn. Rồi bạn chọn mát nữa các bạn. Các bạn bấm vào withdraw nữa các bạn. Thì các bạn bấm một ký. Các bạn sẽ tốn một chút phí mạng BNB Smart Chain là các bạn có thể rút về như thế các bạn. Thì hiện tại mình chưa rút đâu, phí là tới 0.02 nữa các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có update nữa các bạn. Các bạn những bạn nào chơi Bri thì hiện tại mỗi ngày các bạn chỉ có thể đào được là 0.05 BXV này các bạn. Thì bạn mới thì các bạn vào hotfest này các bạn lookup trang nha các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn swap luôn ống gối. Sau khi bạn bấm vào cấp tra xong thì bạn bấm hotfest nè. Rồi bạn bấm một ký nha các bạn. Rồi như vậy mình đã đào rồi, nguyên ngày nay mình đã đào được 0.00 mấy tốc căn BXV nữa các bạn. Rồi thì để các bạn có thể nhấp vào vấn đề bên cùng nữa. Các bạn có thể exchange hoặc là các bạn có thể swap qua cái đồng BNB hoặc là BUSD của tất cả các bạn về với chocolate hoặc là MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi ghi vào sàn thì bạn bấm vào một exchange thì các bạn vào các bạn có thể swap cái đồng BXV này qua BNB nha các bạn. Chúng mát em được nhiều BNB ta. Mình được 0.22 BNB nè. Rồi các bạn bấm vào approve và swap nha các bạn. Đây thì mình có ít quá, mình nên kiếm nhiều nhiều quá thì các bạn có thể farm nè. Cái mục farm này mình không hướng dẫn các bạn vì sợ rủi ro hoặc là nó mình có ít cái đồng BKV này quá mình farm cũng không có lợi nhuận được bao nhiêu các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút con tốc căn BXV đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.